Tính năng tiếp theo đó là chúng ta làm mịn. Đấy, chúng ta làm mịn. Nói ví dụ như này, nó sẽ zoom vào cái khuôn mặt của mình, sau đó nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tinh chỉnh, làm mịn, được chưa ạ? Đấy. Làm mịn này. Đấy, ví dụ như là nó sẽ làm mịn này. Đấy, chị em nhìn thấy cái da của tôi ạ. Đấy. Nó mịn này. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Anh chị em thấy da nó mịn chưa ạ? Mịn màng chưa ạ? Đấy. Đấy, anh chị em thấy chưa ạ? Thấy khác biệt chưa? Đấy. Thì đây là gì ạ? Là chức năng làm mịn da. Ngoài ra thì nó còn gì ạ? Chỉnh sửa màu da này, xóa nếp nhăn ở khóe miệng này. Đấy, làm cho mắt sáng hơn này. Được chưa ạ? Ừ. Rồi xóa quầng thâm ở mắt này. Đấy. Tăng độ sáng của da mặt này. Đấy. Chỉnh sửa cho răng trắng hơn này. Được chưa ạ? Đấy. Rồi, thậm chí là còn trang điểm, phấn mắt, lông mi, son môi. Đấy, cho tí môi vào cho nó xinh. Lông mi, đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Hơi kinh một tí. Ừ. Rồi.